Hello cả nhà, chào cả nhà, đã trở lại kênh đi nào vlog cuộc sống Mỹ nha cả nhà. Hôm nay Nhung có đùi gà xốc nước mắm nha cả nhà, siêu cay nha cả nhà. Đùi gà xốc nước mắm, siêu cay, super cay nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn nhé. Ở đây Nhung có đậu que xào với lại ớt chuông đỏ nha. Mời cả nhà dùng cơm nhé. Ok, vô ăn đi con. Đây nè cả nhà, đùi gà xốc nước mắm mới chiên xong cả nhà. Cả nhà thấy rõ không? Con Nhung nó thích ăn xốp nước mắm vậy cả nhà. Nhung mới đi làm về là Nhung chạy vô bếp Nhung nấu ăn liền. Bây giờ cũng tối 9 giờ rồi cả nhà. Cái nhà thấy ngon không? Ngon quá trời. Giòn hết trơn. Ngon. Ớt đỏ phải bạn, ớt chuông đỏ. Ngon quá các bạn. Nhưng đi làm về nhưng chưa có xả lá kịp đồ ăn á các bạn. Ghé chợ như mua cái đùi gà này về mình làm liền cả nhà. Chứ không đồ đồ ở Mỹ là nó đông đá nhiều lắm các bạn. Về mình xả đá, nếu mà mình nấu ăn trước đó, thì mình phải xả bữa sáng, thì chiều mình về mình làm. Nhưng mà nãy Nhung về chợ chưa có xả đá gì hết, cho nên Nhung ghé chợ Nhung mua hai dĩa đùi gà. Nhung về Nhung xốc nước mắm ăn cơm rất là ngon các bạn. Con Nhung nó thích ăn gà xốc nước mắm lắm các bạn. Cái này á các bạn chiên sơ cho giòn xong rồi á, không có cần ướp gia vị gì nha các bạn. Mình chiên giòn xong cái mình nó vừa nóng á, mình lấy ra nó chín xong mình lấy ra là mình xốc nước mắm liền, nó rất là ngon nha các bạn. Xốc nước mắm á Nhung bỏ tí bột ngọt, tí đường, tiêu với ớt nhiều vô, tùy theo mình ăn cay hay không cay. Nhà Nhung thì ăn cay thì Nhung bỏ sa tế vô, rồi ớt thường, rồi ớt sa tế nữa các bạn, rồi tiêu nữa. Tuyệt vời các bạn. Các bạn có thấy xà lách không? Xà lách ở Mỹ á, có cái loại xà lách này nè các bạn. Việt Nam mình có không? Cái này xà lách đó nha các bạn.
đói bụng đó các bạn. Làm như đây nhưng còn chiên một phần giống vậy ở dưới nè các bạn, chưa chiên xong, chiên cho con dùng nó không xả nhưng dễ đi làm. Cái gà này á ở Việt Nam thì nhưng không biết ông cô bác anh chị với các bạn chiên như thế nào, nhưng ở bên này á nhưng làm đơn giản lắm cả nhà. Nhưng rửa sạch bằng muối xong nhưng để ráo thôi và nhưng chiên chiên không thôi, đừng ướp gia vị gì hết, chiên chín xong mình lấy ra khi nó vàng vậy nè các bạn, bạn đổ nước mắm lên các bạn xóc xóc lên nó thấm vô tới trong luôn, là tại vì á nó còn nóng á các bạn, mình xóc vô vậy là nó vô tới thịt luôn á các bạn, không cần ướp đâu. Cơm rồi các bạn, thường á Nhung hay chiên này cho con nhưng ăn không lắm, nhưng mà tại Nhung ăn không, Nhung ăn miếng cơm cho no các bạn. Mấy đứa con Nhung thích ăn vậy đó. Ăn vậy chiên nó lại ăn cả nhà. Mình chỉ cần mình rửa sạch rồi mình chiên liền. Mình chiên liền xong mình xóc nước mắm vô, mình không có sợ là nó thấm gia vị mặn hay ngọt phải không? Mình chỉ chiên vậy thôi, ăn nó lẹ. Nửa tiếng là có đồ ăn ăn. Xin lỗi cả nhà, tại vì đang lỡ chiên gà cho nên xuống dưới chở gà sợ nó khét.
đó nha. Mình mới làm về tức thì mình vô bếp nửa tiếng đồng hồ thôi có được ăn rồi các bạn. Món này đơn giản. Gái mình ăn hai cái luôn cả nhà, mình ăn một cái. Nước ngọt đó nha. Ok, chào cả nhà nhé. Hẹn cả nhà video sau. Chúc cả nhà ngon miệng món gà chiên nước mắm nha các bạn. Ok, bye bye.